có không khi mà bây giờ Khoa đã quay đầu quay xe bỏ anh Hưng, yêu Lâm. Yêu Lâm là sao? Mà Lâm giờ kêu bằng mày cao luôn rồi, Khoa có sót không? Yêu ai với yêu Lâm đấm nó liền. Ê, đừng nói gì nha. Thấy Lâm hiền cái bắt đầu cái bay vô rồi yêu Lâm. Yêu Lâm là đấm liền, chỉ sang anh Quang liền luôn. Cặc kỳ á Lâm đó. Rồi thầy Lâm liền luôn. Sao lúc đó Khoa theo đuổi rồi sao không lên tiếng gì? Nè. Lúc đó là không phải là nói gì đúng không? Lúc đó lúc đó là Quang lại suy nghĩ là giống như là nó vậy là Quang chắc cũng là một người đúng không? Yêu mình. Vậy là không chắc thôi. Nhưng mà hôm nay là quá nhây rồi. Lời nói mất tác dụng, bạo lực lên nhau vậy hiểu không? Đúng rồi. Quang rất là hay nha, nói chung mấy Khoa này. Bây giờ là giống như là anh là gọi là chồng cũ á, không cái mối gọi là Khoa cái mối gì nữa. Cái mối nói cái mối kinh gì đây nữa. Cho em để Khoa xa lánh không? Vậy. Đây là kinh nghiệm để cho Khoa đừng có làm phiền. Ừ. Xa lánh Lâm á, kiểu là xa lánh hả? Ví dụ mà xa lánh em rồi sao em quay được? Không, yếu là không, ý là hết yêu thôi. À, không còn tình yêu. Chỉ có bạn bè thôi. Em cứ chửi đi. Chửi. Ừ. Chửi thẳng vô mặt. Nhưng mà nó để đi cho anh tính nha. Anh Quang, không sợ luôn hả? Để chắc yêu em đóng đú lắm mà. Rồi, bây giờ anh có cái bùa nào để giải nghiệp không? Không có luôn, không có bùa nào mà để giải, có bùa yêu thôi. Bây giờ Khoa, ví dụ Khoa giờ, Quang chứ quên, giờ Quang có thể nào mà quay lại với Khoa không? Để Khoa đừng yêu Lâm được. Để cho toàn có clip. Ủa chứ không phải Quang sợ hả? Mình thử lại đi. Nếu mà giờ mà quay lại để cho toàn có clip quay nhiều hơn xíu không, làm nếu mà nói đúng là phải để thằng Kha quay lại với anh Quang nữa, ông Kha đi đúng con đường. Nếu mà không quay lại, nếu mà không quay lại thì bây giờ đang đi chậm. Đúng rồi. Đang quay cửa Phật á. Hai vài cái. Quang, nếu mà không quay lại thì mình tiến tới luôn đi. Ví dụ qua em tới ai? Tới toàn. Hay không? Hay là cả hay là nè, cái toàn nè, toàn sẽ để chiếc xe đạp vô cái thùng rác luôn á. Phải không? Ờ thiệt, Quang đem cái xe đặt thùng rác lại. Còn vậy sao toàn nói hay quá sao toàn không làm? Ủa giờ nó chưa yêu toàn mà. Mấy vụ mà nó tới sao toàn không làm? Ủa giờ chưa tới. Ủa tiến tới lần sau, nãy giờ toàn đâu nói gì tiến tới đâu. Không, nó không dám đâu, giận pin nó không dám. Giận pin là nó quay xe liền. Đây anh Biên là bỏ chạy liền. Anh Biên đứng đây đứng nhì không ai dám đứng nhất rồi. Ai á, toàn cũng kêu yêu 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 á, tới toàn toàn dám yêu không? Ủa còn đâu kêu yêu đâu. Thì đó. Ai mà toàn có yêu yêu. Nè, tại gì á? Nghiệp quật Quang cứ lúc trước nó yêu Quang là cả Quang lo lắng nó. Tụ dành môi nha. Ý là mình đang giải quyết chuyện Khoa hay là mình đang là... cứng nhau vậy. Ờ, cái cứng nhau. Nó yêu Quang mà nói ngày anh Quang nó giống xe đạp. Bữa giấu cái gì, giấu gì. Làm bữa đó nó đau rồi đít, nó bữa đó nó chạy đau rồi đít. Bữa đó còn kiếm mày được cái gì nha. Nó nói tụi nó hả? Ai biết. Nó hôm nay là khác, ngày mai khác. Nhưng mà tối nay nếu mà Khoa ra lại có phường thì anh có kiểu là nãy Lâm nó em giúp không? Đúng, em không? Đúng rồi, nãy Quang nó là ra đây giờ gặp nó Quang sẽ đấm nó anh đúng không? Chửi liền. Anh chửi nó liền. Không, Quang có ôm nó lại không để cho Lâm đấm. Quang ôm nó lại đi. Anh dám không? Lâm dám quýnh không? Trời sao không dám, quan trọng Quang dám ôm không? Anh dám không? Ok. Ừ, đó. Bây giờ thôi anh ôm đi. Tại toàn tao thấy nó kêu mày anh ba rồi đó. Bình thường đã cả. Anh hai là tới người yêu rồi đó. Rồi giờ đó anh ba. Đó là đúng kịch bản là anh ba Hưng nữa. Cái anh ba còn yêu anh ba còn đâu giờ nhảy qua kêu anh hai. Anh hai là yêu lần thứ hai rồi đó chứ không phải lần thứ nhất. Lần thứ hai rồi. Yêu lần thứ hai rồi đó. Hồi đó là chụp hình của Lâm rồi xong rồi để lên màn hình chính rồi hung luôn đó. Bữa là có biết cái vụ mà nó kêu ông Hưng không, trả nó 2 triệu tiền từ đó giờ nó quay nó. Bữa ngồi đây trả một clip 2 triệu luôn á rồi, chứ không phải là một từ đó giờ đầu một clip sớm nè, hồi sớm lại chạy ngang qua đây. Cho một lần quay. Bắt đầu cái chào anh Quang xong mới chạy đi luôn. Đúng rồi. Chứ anh có chào lại không? À. Anh Quang gặp anh Quang nút lại. Trời ơi. Qua bên gặp anh Việt Kiều Tấn Nguyễn á. Ủa em nghe nói giờ Quang núp lưỡi Khoa cái 20 triệu. Ôi. Nó hồi khỏi luôn đi. Hôm bữa có mà hôm 20 triệu bự quá. Nhưng mà Khoa đâu có răng đâu anh. Hồi khỏi luôn đi. Có đâu anh còn kiểu không rồi. Anh lấy cái lưỡi mà anh kiểu mà giờ mà núp lưỡi đâu cái đủ á. Đánh răng chắc phải đánh mà tính bằng lóc á, chứ không phải tính bằng cây nữa. Tính bằng tiếp nữa. Nó đóng bận cái giọng luôn á, trời ơi. Cạo mà giờ không biết cạo gì nào mới hết. Ba chạy nét được vòng đấy nè, mười. Bữa đó sao anh ba không cần cuốn nét qua đi. Cuốn nét là cuốn sao? Ai biết? Mai qua cuốn. Phải có tiền mà. Nghe nói cuốn nét, ai biết cuốn nét là cuốn sao? Đi cuốn nét qua mà phải có tiền. Nghe nói đó giờ cuốn nét rồi chứ không biết cuốn. Cuốn nét là chắc hết tiền á, qua kêu cuốn trả tiền giùm á. Không phải, phải có phải đánh đổi cái gì chứ? Phải đánh đổi cái gì chứ? Sao mới trả tiền cho mình chứ? Đánh đổi nguyên chiếc xe đạp rồi anh.
Ba ngoài chiếc xe đạp vậy. Cái đó lại giờ lại kiểu là bán luôn rồi, cầm cố bán. Khoa chỉ còn thân xác với chiếc xe đạp thôi. À, vậy mà bữa Lâm đi ăn chung gặp gia đình Khoa luôn hả? Đúng rồi anh. Nói vậy. Chuyện với mẹ Khoa luôn hả? Đúng rồi. Đó, vì mới gài mới yêu đúng yêu anh hai được á. Nhưng mà kiểu là... Kiểu là bữa kia em đi ăn chung là ra mắt. Có nghĩa là lúc mà Khoa nói ra mắt, ra mắt gia đình đó. Có nghĩa lúc mà Khoa nói, anh hai ơi, em mời anh hai qua cúng thức 49 ngày của gì hay ai đó. Rồi sẵn là đi đi qua, không đi cúng thức thôi, không có ăn. Sau khi em đi qua đó thì bắt đầu em thấy, gia đình của thằng kia xong rồi. Khoa mới kêu là anh hai ơi, giờ mình đi ăn đi rồi về. Có gì đi ăn, em đi ăn, cái xong cái em trả. Ủa, tiền. Ủa sao bữa đó sao thấy em không quay, em không quay gia đình Khoa hả? Tại vì em nghĩ là thằng thầy mất công. Mất công rồi là... Bây giờ ở nhà em coi chơi. Cái xong rồi Khoa nó đưa em vô kèo luôn rồi đó. Không? Vô kèo, đâu, em bị vô thế luôn. Em chơi không? Cho nó uống hả? Bây giờ nhà em có chơi ước mơ, anh làm sao anh cho nó uống? Ác quá, cái đó ác quá. Tối vậy ta, lại có phường tối vậy ta. Cái đèn hư trơn rồi. Bây giờ em nói quay là bây giờ mình cho, bây giờ nó dễ là nó chơi Halloween là hết rồi, mình cho nó chơi suốt đời. Đúng rồi, hôm qua nó chơi đầu mặt nạ rồi đó. Thì bây giờ mình cho nó mặc thiệt luôn hả mặt nạ. Hôm qua là chắc toàn để ý Khoa có không đeo mặt nạ cầm cái cây gì đó, cây gì muốn tông tạc. Hôm qua Khoa diễn đạt lắm nha, hôm qua có quen nè, thiệt quen cặp vô diễn là quá đúng bài luôn. Vợ chồng mà có nét phu thê dù gì cũng là kình cũ mà. Nếu cho Quang một lần quay lại Khảo My, Quang có muốn không? Để nói cho một lần quay lại. Cho nửa lần cũng không quay. Quay xe thì có. Quay xe là anh sẽ không bao giờ quay lại với Khảo My đúng không? Quay xe đụng. Trời. Nói chưa cũng là một lần đó là lấy xe đạp qua sợ mất xe người cũ. Nói chung á, lấy xe đạp hồi nào mà sợ mất hồi nào. Nè, toàn nè mới đính chính là cái clip đó nha, clip đó Lâm đăng nè. Chứng lại là bữa đó là tội là sợ toàn sợ Lâm chạy một tay giữ cái chiếc xe đạp chạy đó. Thấy gì quen rất là tốt nha. Nói giúp nói. Lâm nha. Đó, đừng là... nói kiểu đó. Đó. Bây giờ em nói. Cái cứng là. Cái cứng quá. Cái cứng quá. Anh đừng vui vẻ không quạo. Mà anh từ bỏ trách nhiệm rồi làm cha nhân quan. Trời ơi. Đẻ mấy con lãi á. Bỏ đẻ ra hết nguyên da nguyên dạng bán hết rồi. Ý là Khoa có thai hả? Bữa nghe nói đâu đẻ ra 8 chỗ mực ban mặt ghê gì đó bán hết rồi. Món mở vô trước mặt Khoa gì á, Quang có dám nói không? Mua lại. Làm gì không dám nói. Đó. Bây giờ là không có gì sợ. Quang ngày xưa thì... Quang ngày xưa chết rồi. Giống như rời xa được Thảo My là giống như là sống một con người khác liền hả? Cái gì cũng nói được hết trơn, cái miệng toàn quá trời. Em đâu? Gì? Rời xa Thảo My là khổ tố. Đúng rồi. Em tụ dành mô nha toàn. Nha. Không, cũng nói chung á nghiệp ai thì trời thấy nha. Kêu người ta yêu. Không, anh biết nữa. Cái anh biết cái từ nghiệp nghĩa là sao không? Từ nghiệp là làm những cái gì mà người khác không thích đó, gọi là nghiệp. Đó. Mà người khác thích là không phải là nghiệp. Anh đâu có thích đâu. Bây giờ chơi nè, đó giờ anh quay về với Thảo My anh yêu ở cái gì? Gia Hưng. Tội yêu Gia Hưng. Trời, con toàn không dám đâu. Toàn không dám một thạo. Ông còn với Hưng chứ là bạn mà đó, bạn lâu rồi cũng là bạn ông trên tới đâu trên tình bạn dưới tình yêu ở giữa là tình gì đó ở giữa là người yêu của còn nằm ở đó nè ở giữa là tình dục nè chứ. Bây giờ tại Gia Hưng chưa giải phẫu vậy nói tới Gia Hưng cũng bắt đầu giải bộ né dụ mà Gia Hưng không Gia Hưng mà cỡ như đông đi hay là gì đó là xúc luôn hả? Bay vô liền, sập đấy là ai bay vô anh? Toàn bay vô. Tại vì gu còn đó là như vậy. Gu toàn là gu gì? Quan giống như quan cỡ nào quan? Quan cũng xào được, toàn nó có xào bậy xào bạ được đâu? Gu toàn là gu gì? Gu trì hay gu gì? Gì? Gu gì? Google anh. Google. Lên Google thì gặp toàn liền chứ không có gì xa. Lên Google Map á. Hay Google. Anh Quang nói về tình cảm của Quang thấy đau lòng quá. Ừ. Tiền bỏ không đi để không đi qua chung cư quậy quá trời quậy luôn. À em nói anh nha. Nó qua nhà em, nó qua vô hẻm nhà em nó quậy nữa là em kêu anh qua. Trời anh ơi. Kêu qua anh kêu qua nó hốt lạp nó hay gì. Ủa cảm nhận Quang khi đạt thấy sao khi hôm qua bị chị Khoa bị chị Bê bị treo chiếc xe đạp lên. Đau lòng chứ sao chứ vợ người ta. Nếu mà xe đạp mà bị treo lên là Quang treo quá chứ không ai treo. Ê có không? Ê có nói nha cái đó Quang. Ông Hoa còn với Lâm kèo đó. Nát nó lại kèo lên chiếc này nè. Nếu mà nè bây giờ nè ai mà tài trợ cộng dây thì chắc đi. Không. Ừ. Quang treo luôn cho coi. Đó. Ủa luôn. Em có cộng dây mà dám giống như dám cưỡng bức để lấy được chiếc xe không hay là
bây giờ cưỡng bức giờ không có ai phụ hết trơn á, làm sao treo được. Được, đúng không? Hai người là được rồi. Phải có người hỗ trợ giữ. Nếu mọi người mà làm mạnh tay Khoa, Quan có ký không? Có sót không? Nếu mọi người mà làm mạnh tay đụng cái Khoa. Mạnh tay gì? Bây giờ lấy cọng dây cột nó lại trước đi, cột vô cây luôn. Nhưng mà nếu anh đụng vô Khoa là Khoa nó Khoa có thai với anh nữa. Trời ơi. Thiệt, thai thôi cũng có thai. Tại vì ai nói anh ai cũng nói anh hết rồi đúng không? Là kiểu lại giờ là anh làm như là quái vật á. Anh không có cần làm gì cho anh nhìn cái thôi là có bầu. Thấy không? Kiểu là tại vì đúng không? Chuyện về chồng anh để về chồng giữ ai giúp tay vô anh đập đúng không? Ai đụng cái anh được chứ đừng bao giờ đụng cái vợ anh nha. Rồi lát nữa mình sẽ qua với mấy bạn bên kia nha. Sao cái tới cái là vô cái vấn đề là vợ chồng hoài vậy hả? Toàn thấy cảm giác là Toàn cũng quái khoái lắm hay sao? Không, Toàn khoái lên để một ngày nào kiếm cái thùng rác nào để xe có tạm khoai vô thùng rác. Không có vừa, không có thùng rác nào vừa. Không vừa, xe đạp đổ xe máy đó mộng. Không, nếu mà thùng rác không được thì có cái xe rác đầu hẻm anh. Được á. Ơi, có nào mà bỏ vô cái xe rác mà cái xe ép không? Để vô nó ép cái xe đạp của Khoai. Tốn tiền mua lại chiếc xe mới. Có 300 chứ nhiêu. Có 300 chứ nhiêu, có clip cho đúng mọi rồi. Người xem. Trời, hy sinh luôn hả? Hy sinh gì nghệ thuật hả? Hy sinh gì clip luôn á. Hy sinh gì nghệ thuật thế vậy? Đúng rồi, bỏ xe quăng xe Khoai vô trong. Mua ba nó mua 350 đòi bán 400 đó bạn. Rồi ạ. Mua 350 chạy. Mua 350 mà đòi bán 400. Chạy 2 tháng rồi đó, đòi lại bán 400. Trời ơi. Khôn như nó ở quê với quê đầy luôn á. Đúng rồi, tại vợ Khoan, vợ Khoan mà. Khoan cũng khôn không? Đúng, Khoan khôn không? Bây giờ Khoan trả lời, Khoan có khôn không? Như ai á mà nói Khoa mà tâm thần không bình thường á là ai nói Khoan không tin. Dạ em nghĩ nó là tâm lý bình thường đúng không hay là sao? Nhưng mà riêng Khoan là Khoan suy nghĩ nó bị khùng. Nó khùng luôn, nó khùng mà nó khùng khôn. Ủa sao hôm nay chửi vợ dữ vậy? Chửi biết đâu khôn. Sao lúc yêu đâu chửi đâu mà hết yêu sao chửi khùng gì trời. Trời ơi cứng nha. Ai nói nó khùng đâu. Lúc yêu thì đâu dám chửi đâu. Nói không dám nói mà hết yêu giờ chửi cái khùng. Ủa anh Quang, cái đợt trước Khoa yêu anh Quang á là lúc đó anh Khoa né không đúng không? Đúng không? Né không phải là né, không phải là sợ là gì. Đó đây là lý do. Công việc của mình làm, thấy không? Cái thứ nhất mình không muốn làm chồng. Cái thứ hai không lẽ giờ sức anh cỡ sức anh đấm là xỉu. Chết rồi. Tối giờ quýnh không biết mình lúc đầu là anh nói giống như theo kiểu là biết mình biết Khoa nó vậy rồi, tinh thần tâm thần nó đang vậy rồi đúng không, trách làm gì đúng không, mà ai ngờ càng ngày càng khùng hơn nữa. Khoa làm chỗ làm công việc của anh rồi Khoa đi tới thì lui. Hôm bữa em nói đòi giữ phụ anh giữ xe luôn, phụ giữ xe con chỉ thu. Hôm bữa anh Khoa cơ thể con tròn nè, cái Tấn Nguyễn đứng anh ghẹo ghẹo vậy, anh kêu giờ nút lưỡi qua đi cho 20 triệu. Nó thôi bớt giỡn đi, bây giờ cho 200 triệu cũng không dám nữa. Đúng rồi. Rồi xong cái quay qua quay lại cái từng toàn đứng quay sợ đó, đứng sau lưng anh hùng cái bột cái chạy Khoa hùng anh đó. Bữa đó cái lưng có bị gì không? Không, không lỗ luôn, áo lỗ luôn, dục luôn. Dục vô ngâm mai 3 ngày sao mới giặt. Không, 20 triệu không chịu, cái thà lấy 20 triệu đi, cái hùng cá thì có 20 triệu thì qua chuyện nút lưỡi đó còn không, còn lấy đi. Đó nè, đó giờ hình ảnh của vợ anh được nước trưng bày lên. Mọi cái người, gì vậy? Mọi người ai vậy trời? Đâu ra vậy? Mọi người lấy tấm hình không nè. Trời ơi, ai in ra vậy? Hình ảnh vợ cũ của Quang nè. Nè, không biết làm tội gì ở đâu nè. Giờ người ta quay lên, người ta làm mấy cái tờ này nè. Đó, trời ơi, nhiều quá nè. Thấy chưa? Mà nghĩ sao hai người ta đẹp quá trời luôn. Để cái mặn Khoai vô cái nhìn hết cũng còn xé tờ giấy luôn á. Hai bé đó Quang chọn bé nào? Gì? Hai bé đó Quang chọn bé nào? Ôi, chị cảm ơn, cũng phải chị cảm ơn. Ý là theo kiểu là không có chọn hai được. Còn chọn hai luôn nha, nói trước. Không, bây giờ ví dụ mà chọn á, chọn cũng được nữa. Tại ta đẹp quá trời luôn, chọn chưa chắc gì ta chịu, phải không? Nhưng mà hình ý là hình nói là đâu ra vậy anh Quang? Tiếc tấm hình rồi. Hình đâu ra vậy? Ai biết đâu, làm lỗi với người ta nè đó. Tôi, Nguyễn Lê Đăng Khoa, biệt danh Khoa lũ đạn. từng chat xét, từng dạ yêu mấy anh YouTube. Ủa sao ghi thiếu cả? Có yêu anh giữ xe nữa, sao nó không ghi vô luôn? Con người sao hay xe chua quá vậy trời, thiệt luôn á. Ủa con người sao kỳ quá vậy? Hay sân si quá vậy hả Toàn? Kệ đi, kệ đi anh, thôi được rồi. Hay sân si quá vậy Toàn? Nói chung Quang rất là vui nha, cả nhà nãy giờ còn với Quang cũng ghẹo nhau cho vui. Nè, có cái clip tặng. Ê, ghẹo, không có ghẹo nha. Tại vì á, biết sao không? Khoa kêu còn là anh ba, dù sao á, cũng là người yêu cũ nên cũng là cái gọi là cái gì ra? Em vợ. Em cục kèo á. Gì? Em cục chèo đúng không? Em cục chèo cái gì? Kêu anh ba đúng không? Khoa kêu còn anh ba. Quang có thời gian quen. Quen Khoa là coi như là còn cũng là anh em cục chèo không con? Em chồng.
không biết nữa, nói chung cái giờ nó rối quá sao luôn. Thôi, được rồi, được rồi, hai anh YouTube được rồi, khỏi gài ha. Ở đây tôi già rồi ha, hai anh YouTube đây tôi 30 mấy tuổi rồi, khỏi gài tôi. Nói chung Quang rất là khôn, ở đây Quang không có như ai nghĩ đâu, Quang khôn như quà đâu. Trời ơi, mấy anh định gài tôi để tôi nói xong cái mấy anh nói à đúng rồi nè, đúng rồi nè, chấp nhận rồi nè, phải không? Mấy anh gài tôi hoài. Ờ, tôi già lắm rồi, khỏi luôn đi, miễn đi toàn Lâm nó trời ơi gì, khỏi luôn đi Lâm. Không em đâu biết em hỏi thiệt hả? Khỏi luôn, khỏi luôn, khỏi luôn, con cạp cũng cho quay. Nhiễm tôi trường quay trước rồi đó. Con cạp cũng cho quay. Đó. Gì kì á, quay hoài, không cho quay đó. Mọi người đến quán, nãy giờ quay xong chào mọi người. Hello nha mọi người ơi, à, nãy giờ clip nè, anh em ngồi nói chuyện chơi vui nha. Mọi người có thấy clip hay vui hay là gì đó giải trí cho mọi người, giải trí vui vẻ nha mọi người. Nhớ nhớ bấm một đăng ký, một like, một share cho kênh của Lâm Avan Toàn Vlog để cho hai kênh phát triển nha mọi người, để có nhiều clip hay cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn Quang nha đã dành chút thời gian để còn phỏng vấn về cục phỏng vấn Thảo My. Cà khịa nãy giờ phỏng vấn gì.